Nền kinh tế Ai Cập đang chao đảo, đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng, tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng. Ngành du lịch vẫn chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 và dự án đầu tư 58 tỷ đô la vào thủ đô mới đang khiến các nhà đầu tư quốc tế e dè. Giữa thời điểm khó khăn này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã xuất hiện như một cứu cánh. Cuối tháng 2 năm 2024, Cairo và Abu Dhabi đã ký kết một thỏa thuận lịch sử. Theo đó, UAE sẽ đầu tư xây dựng một thành phố mới dọc bờ biển Tây Bắc Ai Cập. Khoản đầu tư lên đến 35 tỷ đô la này đánh dấu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay đổ vào Ai Cập. Dự án đầy tham vọng này được kỳ vọng sẽ tạo ra một Dubai thứ hai trên đất Ai Cập, được xây dựng bởi chính những người đã kiến tạo nên thành phố Dubai phồn hoa. Abu Dhabi Developmental Holding Company, tập đoàn chịu trách nhiệm tài trợ cho dự án, cam kết thành phố mới sẽ được trang bị đầy đủ các tiện ích của cuộc sống đô thị hiện đại, bao gồm nhà ở, khách sạn, trường học, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp và tất cả các dịch vụ công cộng cần thiết. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 20 năm tới. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người lo ngại rằng Ai Cập sẽ phải đánh đổi một phần chủ quyền quốc gia và biến lãnh thổ của mình thành một khu nghỉ dưỡng cho người Emirati. UAE từng hỗ trợ Tổng thống NCC lên nắm quyền và sau đó đã rót hàng tỷ đô la vào Ai Cập để củng cố mối quan hệ này. Với vai trò là một đối tác quan trọng của Cairo, Abu Dhabi khiến người dân Ai Cập không khỏi nghi ngờ về động cơ thực sự đằng sau khoản đầu tư khổng lồ này. Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại, Ai Cập dường như không còn lựa chọn nào khác. Đất nước đang bên bờ vực phá sản. Việc tìm kiếm một giải pháp chung là cấp thiết, đòi hỏi sự khéo léo trong nghệ thuật đàm phán để tất cả các bên đều cảm thấy hài lòng. Khoản đầu tư khổng lồ. Các nhà lập pháp Ai Cập đang đặt kỳ vọng vào một khoản đầu tư bất ngờ. Thoạt nhìn, việc xây dựng một khu định cư mới trên vùng ven biển Tây Bắc khô cằn, cách xa các trung tâm dân cư lớn 140 km và khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, dường như là một quyết định khó hiểu. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng tài nguyên vật chất không phải là yếu tố quyết định duy nhất để tạo nên sự thịnh vượng. Singapore, Mauritius và Israel là những ví dụ điển hình cho việc các quốc gia nghèo tài nguyên vẫn có thể chuyển mình thành những nền kinh tế có thu nhập cao. Năm 2014, khi Tổng thống NCC mới nhậm chức, Ai Cập dường như cũng đang đi theo hướng này, nhưng rồi chính phủ đã tự đẩy đất nước vào vòng xoáy khủng hoảng nợ công. Đồng bảng Ai Cập mất giá mạnh, lạm phát leo thang và dự trữ ngoại hối cạn kiệt. Chính phủ đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng, thường xuyên vượt quá ngân sách, khiến tình hình tài chính quốc gia thêm trầm trọng. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống NCC đã khiến nợ nước ngoài của Ai Cập tăng gấp 4 lần, lên tới 164 tỷ đô la. Chi phí trả nợ hiện chiếm phần lớn ngân sách chi tiêu hàng năm của chính phủ. Chỉ riêng trong năm 2024, Ai Cập phải trả 32,8 tỷ đô la nợ nước ngoài, một con số khổng lồ bị tiêu tốn cho việc trả nợ. Hiện tại, các chủ nợ đã hết kiên nhẫn. Trong bối cảnh cấp bách về tài chính, Ai Cập đã ký kết thỏa thuận với UAE để phát triển khu vực Ras El Hikma trên bờ biển Địa Trung Hải. UAE cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào nền kinh tế Ai Cập, trong đó 11 tỷ đô la là các khoản vay sẽ được chuyển đổi thành viện trợ, nghĩa là khoản đầu tư thực tế của UAE vào khoảng 24 tỷ đô la. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Ai Cập kỳ vọng rằng khu vực Ras El Hikma có thể thu hút tới 150 tỷ đô la đầu tư trong dài hạn. Các quan chức Emirati đã cam kết xây dựng một thành phố thế hệ mới rộng 170 km vuông, tương đương khoảng 1/5 diện tích thành phố Abu Dhabi. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2025 và sẽ bao gồm các khu dân cư, trung tâm du lịch, trường học, đại học, khu công nghiệp, khu tài chính, khu thương mại, cảng biển và sân bay. Mặc dù dự án nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng không phải người dân Ai Cập nào cũng tỏ ra lạc quan. Họ liên tưởng đến sự kiện Ai Cập nhượng lại hai hòn đảo ở Biển Đỏ là Tiran và Sanafir cho Ả Rập Xê Út vào năm 2016 và không khỏi lo ngại về thỏa thuận lần này. Một số người lo ngại UAE đang xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền của Ai Cập. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập lại đang chào đón dự án này như một phao cứu sinh cho nền kinh tế đang gặp khó khăn. Theo thỏa thuận, Ai Cập sẽ nhận được 35% lợi nhuận từ dự án cùng với những lợi ích tiềm năng khác như ổn định tỷ giá hối đoái, tạo việc làm và thu hút ngoại tệ. Khoản đầu tư này cũng có thể củng cố vị thế của Ai Cập trong các cuộc đàm phán với Quỹ tiền tệ IMF để đạt được một khoản tín dụng bổ sung. Tổng thống NCC hy vọng sự hỗ trợ của UAE sẽ giúp Ai Cập vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại.
việc phát triển Ras El Hikma được xem là một giải pháp hiệu quả hơn so với việc cải tạo thủ đô Cairo đã quá tải, xuống cấp và kém hiệu quả. Tương tự như dự án thủ đô hành chính mới, Ras El Hikma được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm tài chính và kinh doanh hàng đầu ở Đông Địa Trung Hải, thu hút thêm đầu tư nước ngoài cho Ai Cập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngại về tính khả thi của dự án, đặc biệt là việc xây dựng một cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận các tàu chở hàng lớn. Mặc dù cảng biển này có thể hữu ích cho hải quân UAE, bổ sung cho các cơ sở của họ, nhưng việc nâng cấp nó thành một cảng nước sâu sẽ đòi hỏi chi phí đáng kể và quá trình phức tạp. Hơn nữa, Ras El Hikma hiện tại còn thiếu cơ sở hạ tầng kết nối với phần còn lại của Ai Cập do vị trí xa các trung tâm dân cư. Mặc dù vậy, việc phát hiện ra trữ lượng dầu ngoài khơi gần Ras El Hikma có thể hỗ trợ cho sự phát triển đô thị của thành phố. Nếu UAE muốn biến khu vực này thành một trung tâm tài chính tương tự Dubai, việc xây dựng một cảng nước sâu là điều cần thiết. Đối với UAE, Ras El Hikma giống như nhiều dự án địa kinh tế khác là một cách để đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào hydrocarbon. Lợi ích địa chính trị. Khoản đầu tư 35 tỷ đô la vào dự án này được xem là một khoản cứu trợ đáng kể cho Ai Cập, nhưng thỏa thuận này có thể đi kèm với những điều kiện ràng buộc. Một số người lo ngại Ras El Hikma sẽ được trao một mức độ tự chủ chính trị nhất định, tách biệt khỏi phần còn lại của Ai Cập. Việc cải cách nền kinh tế Ai Cập vốn đã rất khó khăn do sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội. Vì vậy, việc phát triển một thành phố mới không chỉ đòi hỏi các tòa nhà hiện đại mà còn cần luật pháp, ý tưởng, dân số và cả một hệ thống quản lý mới. Có khả năng Ras El Hikma sẽ sớm được công bố là một khu kinh tế đặc biệt, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của Ai Cập. Đối với UAE, đây là một chiến lược kinh tế và địa chính trị quan trọng, tương tự như việc họ đã đổ bộ quân lên đảo Socotra của Yemen vào năm 2018 và sau đó sáp nhập hòn đảo này. Yemen bất lực trước cơn thịnh nộ dâng trào. Việc Abu Dhabi thiết lập căn cứ quân sự án ngữ cửa ngõ Biển Đỏ và Ấn Độ Dương cho phép họ kiểm soát huyết mạch thương mại hàng hải quan trọng. Dự án phát triển Ras El Hikma cũng mang cùng mục đích, nhưng lần này nhắm vào kênh đào Suez. Một khi hoàn thành, UAE sẽ nắm giữ cả hai đầu Biển Đỏ, tạo nên sức ảnh hưởng chính trị đáng kể trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực phía Đông Địa Trung Hải và vùng ven Ả Rập, những nơi từng thuộc quyền cai trị của đế chế Ottoman, đang chứng kiến sự trỗi dậy của các khối chính trị và quân sự hùng mạnh. Khối đầu tiên dẫn đầu bởi Liên minh Ai Cập UAE bao gồm Bahrain, quân đội quốc gia Libya dưới sự chỉ huy của tướng Haftar, lực lượng Liên minh Nam Yemen và lực lượng hỗ trợ nhanh của Sudan. Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ mật thiết với Azerbaijan, Bắc Síp, Qatar, phe đối lập Syria và chính phủ Libya. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út, một cường quốc thực thụ, duy trì quan hệ với chính phủ Yemen hợp pháp. Các nhóm chiến binh dân tộc ở Iran và Iraq và tương tự như UAE có quan hệ gần gũi với Bahrain. Khối thứ tư là Iran, bao gồm các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Syria, Hezbollah, Houthi ở Yemen, Hamas, dân quân Iraq và ở một mức độ nào đó cả chính phủ Iraq. Thông qua việc phát triển Ras El Hikma trên bờ biển Ai Cập, Abu Dhabi đang củng cố mối quan hệ với Cairo, một quốc gia có quy mô gấp 10 lần và sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội. Nhưng xét trên một số phương diện, UAE lại đóng vai trò như đối tác cấp cao hơn. Mặc dù dân số chỉ bằng 1/10 Ai Cập, UAE lại có GDP lớn hơn. Sự chênh lệch về kinh tế này mang lại cho Abu Dhabi ảnh hưởng đáng kể lên 110 triệu dân Ai Cập. Hơn nữa, dự án Ras El Hikma còn mang nhiều hàm ý địa chính trị. Thứ nhất, việc xây dựng một thành phố mới trên bờ biển Địa Trung Hải cho thấy UAE đang cạnh tranh trực tiếp với dự án thành phố Neom của Ả Rập Xê Út bên bờ Biển Đỏ. Mối quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út đã trở nên lạnh nhạt trong những năm gần đây. Hai bên dường như không thể tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến Syria và Yemen, cũng như trong việc điều phối nguồn cung dầu mỏ với tư cách là thành viên OPEC. Xét trên bình diện chiến lược, sự bế tắc giữa Ả Rập Xê Út và UAE không phải là điều quá bất ngờ. Trong suốt nhiều thập kỷ của chiến tranh lạnh, thế giới Ả Rập đã trải qua những chia rẽ nội bộ. Ai Cập và các đồng minh theo chủ nghĩa xã hội thế tục ở Iraq, Syria, Bắc Yemen và Libya trong một thời gian ngắn đã đối lập với Ả Rập Xê Út, Jordani, Oman và các chế độ quân chủ nhỏ hơn ở vùng vịnh. UAE phần nào may mắn khi không bị cuốn vào cuộc tranh chấp khu vực này. Tình hình khi đó trở nên khá căng thẳng, nhưng cuối cùng đã kết thúc bằng sự suy yếu của quyền lực Ai Cập. Việc tham gia muộn đã mang lại lợi thế cho UAE bởi họ không có ràng buộc nào với Ả Rập Xê Út hay Ai Cập. Ngược lại,
tốc độ mà Abu Dhabi và Cairo đang phát triển vị thế chiến lược của mình cho thấy một mục tiêu chung, đó là gây áp lực lên Ả Rập Xê Út. Ý nghĩa địa chính trị thứ hai của Ras Al Hikmah liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu ở Đông Địa Trung Hải, cũng như ở Tây Á nói chung. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu quân đội lớn thứ hai trong NATO và kiểm soát eo biển Bosphorus, tạo lợi thế cho họ trên Biển Đen cũng như hoạt động thương mại dọc theo sông Danube. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chiến lược với cả châu Âu và các quốc gia của tộc người Turk ở phía đông. Tuy nhiên, UAE và Ai Cập đang muốn thay đổi cục diện này, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sức ép lên UAE ở vùng vịnh thông qua liên minh với Qatar, thì Ras Al Hikmah sẽ đảo ngược tình thế và gây áp lực ngược lại lên Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải. Nhưng đây sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng. Vị trí trung tâm của Istanbul và vùng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh đóng vai trò then chốt không thể thay thế. Dự án Ras Al Hikmah nếu được phát triển thành công sẽ củng cố vị thế địa kinh tế của Abu Dhabi và Cairo, mang lại cho họ ảnh hưởng đáng kể hơn trong khu vực Đông Địa Trung Hải, vốn được xem như bàn tiệc của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Ras Al Hikmah còn mang một ý nghĩa địa chính trị quan trọng liên quan đến Iran. Vị trí của Ras Al Hikmah gần với các khu vực ảnh hưởng của Iran như Gaza, Syria và Liban, đặt những khu vực này vào tầm quan sát và kiểm soát. UAE và Ai Cập mong muốn kiềm chế ảnh hưởng của Iran do lo ngại về sự thay đổi cán cân quyền lực trong thế giới Ả Rập theo chiều hướng bất lợi. Ví dụ như lực lượng Houthi được cho là do Iran hậu thuẫn, đang kiểm soát phần lớn dân số Yemen và gây ảnh hưởng đến giao thông hàng hải qua Biển Đỏ và Vịnh Ả Rập, nơi UAE và Ai Cập đều có lợi ích đáng kể. Ngoài ra, Cairo và Abu Dhabi coi Hamas và Hezbollah là những phong trào Hồi giáo tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn cho các chính phủ lân cận. Vì vậy, việc hai nước này tìm cách bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa này là điều dễ hiểu. Họ tin rằng cách duy nhất để làm điều đó là tạo ra sự cân bằng quyền lực với Iran. Trên thực tế, các siêu dự án như NEOM của Ả Rập Xê Út, thủ đô hành chính mới của Ai Cập và dự án Ras Al Hikmah đều bắt nguồn từ cùng một mục tiêu chiến lược này. Các siêu dự án tốn kém do NCC khởi xướng đã khiến chính phủ Ai Cập gánh chịu khoản nợ ngày càng chồng chất, vượt quá khả năng cứu vãn của các khoản vay từ IMF. UAE hy vọng sẽ giải cứu Ai Cập và thông qua đó nâng cao vị thế của mình thành đối tác chủ chốt trong liên minh. Ras Al Hikmah được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế vĩ mô của Ai Cập nhờ dòng chảy du khách và dịch vụ cao cấp đổ về khu vực này. Tuy nhiên, với cơ cấu kinh tế tập trung của Ai Cập, những lợi ích này khó có thể đến được với người dân bình thường. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!